Xin chào mọi người, đây là bản tin công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta đến với thông tin đầu tiên, Huawei ra mắt điện thoại không ai ngờ tới. Ở năm 2023, smartphone với màn hình tai thỏ vẫn được Huawei giới thiệu với mức giá khó tin. Cụ thể đó là chiếc Nova i91, chiếc tai thỏ nổi bật và hiếm thấy ở hiện tại, ngoại trừ iPhone. Bên cạnh đó, chiếc máy này còn có ưu điểm với pin dung lượng lên tới 7.000 mAh. Nova i91 có mặt lưng hoàn thiện từ kính nhám, khung viền nhựa, cụm camera máy chính kích thước lớn gồm hai ống kính, góc rộng 50 chấm và đo chiều sâu 2 chấm. Ở mặt trước, màn hình của máy có kích thước 6,95 inch. Sử dụng tấm nền IPS tần số quét 90Hz, hiệu năng của máy ở mức độ đủ dùng với Snapdragon 680 khá cũ và không có 5G. Đây là con chip từng được trang bị trên Oppo Reno 7 4G và Reno 8 4G, dù viên pin lên tới 7.000 mAh nhưng chỉ hỗ trợ sạc nhanh 22,5W. Và đặc biệt, mức giá của Huawei Nova i91 rất khó tin, khởi điểm từ 7,6 triệu đồng. Một con số không hẳn là quá hấp dẫn, nếu không muốn nói là gần như không có cơ hội cạnh tranh. Tin tức tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về thiết kế độc đáo của Redmi K60 Ultra. K60 Ultra được cho là sẽ ra mắt vào quý 3 năm nay. Đây sẽ là biến thể thứ tư trong dòng K60 và kế nhiệm K50 Ultra. Leaker Digital Chat Station đã chia sẻ tiết lộ rằng K60 Ultra sẽ có màn hình đục lỗ ở giữa. Mặt sau của điện thoại được trang bị một cụm camera hình vuông, trong đó hai ống kính camera được đặt ở phía trái và đèn flash LED cùng một cảm biến nhỏ nằm ở phía phải. Nó dường như giống với cải tiến từ K50 Ultra lên hơn là mang nét của dòng K60. Thông tin rò rỉ trước đó cho biết K60 Ultra sẽ có độ phân giải màn hình 1,5K, tốc độ làm mới 144Hz. Đáng chú ý là thiết bị được sử dụng con chip Dimensity 9200 Plus rất mạnh mẽ của MediaTek và hỗ trợ sạc nhanh 120W. Nhưng cấu hình ngang tầm flagship và mức giá của sản phẩm được dự đoán cũng sẽ tiệm cận phân khúc cao cấp. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, quái thú smartphone cao cấp mới. Tiếp nối thành công của Zenfone 9 vào năm ngoái, Zenfone 10 sắp sửa được Asus giới thiệu. Hãng đã ra mắt một trang web dành riêng cho thử nghiệm camera mù trên Zenfone 10. Trang web này khuyến khích người dùng tham gia bình chọn cho một loạt ảnh, cung cấp phản hồi có giá trị để Asus tối ưu hóa camera. Hãng đã tiết lộ rằng giá bán lẻ của Zenfone 10 rơi vào khoảng 17 triệu đồng, tăng nhẹ so với mức giá gần 16 triệu của thế hệ tiền nhiệm, đồng thời rẻ hơn khá nhiều so với giá khởi điểm 22,99 triệu của Galaxy S23. Asus Zenfone 10 sắp ra mắt còn có màn hình AMOLED 6,3 inch, tần số quét 120Hz, chip Snapdragon 8 Gen 2 cùng khả năng tối ưu hóa như một chiếc gaming phone. Về camera, Zenfone 10 được cho là có camera chính 200 chấm, mang tới chất lượng hình ảnh tuyệt vời và sắc nét do có hỗ trợ chống rung quang học OIS. Chiếc máy này được dự kiến sẽ phát hành vào quý 4 năm nay và được mở bán toàn cầu. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.